ba do hội thanh niên Maryland thực hiện, đó là tiểu phẩm chờ đông. Cuộc đời đôi khi mang đến cho ta nỗi buồn cô đơn, nhưng ta vẫn không buông xuôi, vẫn nhớ tìm cho mình một mùa xuân yêu thương. Tiểu phẩm chờ đông gồm bài hát Ai chung tình được mãi của Đông Thiên Đức, chờ đông của Nhậm Ngâm, hội VAF biểu diễn, chung trực hát, diễn phụ họa gồm có Hương Phùng, Nguyễn Giai, Thu Liên, giám đốc Thơ Trần, Trung Phan. Xin mời quý vị cùng hát. Yeah.
Hội Vu, giám đốc thơ trại. Hội trưởng Trung Văn. Chào cô giám đốc, chào anh bộ trưởng, chào anh trưởng ban tài chính của hội quán. Thưa cô, hôm nay là rất hân hạnh tôi giới thiệu với cô một chị này muốn tham gia vào chúng ta. Cảm ơn chị và cảm ơn anh đã có sự quan tâm đến hội quán. Hội quán được thành lập từ năm 2015 và đến nay đã giúp đỡ được hàng ngàn người trong bang Maryland, đặc biệt là câu lạc bộ Quan Liên do anh Trung Khoa là hội trưởng và chú Lý Hiền Tài là trưởng ban tài chính đã giúp được đến hàng trăm lượt người cao niên hàng tuần đến sinh hoạt vào thứ năm từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, có phát thực phẩm, có ăn trưa miễn phí và rất nhiều hoạt động rất là vui, rất là mong chị tham gia. Cũng xin giới thiệu quý vị sơ nét về hoạt động của câu lạc bộ Quan Liên Bác. Chúng tôi từ 60 tuổi trở lên là đến để tham gia và ghi phiếu gia nhập vào câu lạc bộ Quan Liên Bác. Hình thức của câu lạc bộ Quan Liên Bác của chúng tôi rất là dễ dàng, không gì khó khăn. Cửa của câu lạc bộ Quan Liên Bác của chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng mở rộng để chào đón quý ông bà đến để sinh hoạt. Và tiếp theo, kính thưa quý vị, hội Quan Liên Bác của chúng tôi tính đến hôm nay là chúng tôi được 190 hội viên, và được sinh hoạt của hội của chúng tôi để giúp cho các quý vị cao niên để có cuộc sống yên lành và vui vẻ trong phút tuổi càng ngày càng cao. Do đó mà chúng tôi cũng mong để tất cả quý vị nên tham gia vào hội để cho cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một thêm vui tươi và mạnh khỏe hơn. Xin cảm ơn và chúc các quý vị một mùa xuân vui vẻ, một cái Tết đầm ấm và nỗi buồn không hơn và như vậy một mùa xuân yên thương. Now that's it.